Xin chào các cô chú anh chị và các bạn, hiện mình đang có mặt tại ấp Bình Chánh 2, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Đây là cơ sở thuốc nam của chú Mừng nghe quý vị và các bạn. Bây giờ là các chú là đang làm thuốc nam. Đây là những cái bao nghệ, là trên 400 bao nghệ, các chú thu hoạch là có trên là 400 ngày công. 400 ngày công tính ra là một ngày là khoảng 100 người đi đào nghệ nghe quý vị. Đào xong rồi các chú về, các chú phải rửa. Đây, vệ sinh, rửa sạch. Rồi phơi khô. Phơi khô mới để vô mấy bào, rồi bào. Để vô mấy cắt. Bây giờ nhuyễn lại, làm ra viên. Rồi vô chai, phân phát cho bà con. Phân phát cho bà con, những bà con cô bác nào mà có mà bị đau bao tử hay lép bao tử, lép dạ dày thì cứ liên hệ với cái cơ sở thuốc này, các chú sẽ cho thuốc nam mà uống rất là hay nha quý vị, tại vì các chú làm toàn là nguyên chất hết, không có ai gì hết, nghệ với mật ong nguyên chất. Tối ngày là phải dầm trong nước chị nghe các bạn. Rất là khổ. Muốn quay bằng tăng không? Thú làm từ thiện này rất là vui vẻ nha các bạn. Thầy chùa lửa đó. Còn tăng luôn. Chỉ là cái đầu thẹo không à. Làm từ thiện tuy cực nhưng mà rất vui nha các bạn. Nói chung cho mọi người nó bị xạo đó. Vô mặt lúc vô máy chứ vô lửa rồi. Đây có chú Mừ, mình sẽ qua hỏi thăm chú Mừ và mình sẽ chia sẻ cùng với các bạn cho quý vị và các bạn cô chú biết là mình sẽ làm nghệ như thế nào và cái hình thức mình làm thuốc từ thiện là như thế nào. Là hồi lúc trước Tết đó nghe quý vị và các bạn, Mạnh Thường Quân giấu tên ở bên Mỹ á, có gửi về là cho mấy chú là 600 đô, đổi ra được mười mấy triệu á, chia ra cho người này 1 triệu, người kia 1 triệu, gửi là cho mấy chú là 10 triệu, nhưng mà mấy chú không có lấy, đưa tiền là mấy chú không có lấy, rồi chú Mừ mới lấy cái số tiền đó đó. Chú Mừ mới mua ra là được 30 phần quà là cho các anh em từ thiện. Các anh em từ thiện trong đây là rất là vui, là tại vì đưa tiền cho các anh em, các chú từ thiện trong đây thì các anh em với các chú không có lấy, bắt buộc chú Mừ phải làm như vậy. Các anh em là trong từ thiện là rất hăng say và hăng hái, lần đầu tiên là được nhận quà Tết của với cái công việc là mình làm từ thiện. Cho nên bây giờ mấy chú cũng rất vui. Và chú Mừ nói, các Mạnh Thường Quân bản nói là tới ngày 15 tháng 5 là có gửi về cho mấy chú phần quà nữa, nhưng mà thấy chú Mừ là không đồng ý rồi. Ê, để nữa, làm cái thiếu thuốc men gì thôi chứ không có quà cáp gì nữa. Không nhận quà cáp gì nữa đó nha. Cố các anh làm trong tự thiện nha các bạn. Đây là ông chú cũng hoàn cảnh cũng khó khăn, nhưng mà tự thiện thì rất là xung phong vô làm tự thiện. Muốn tắm không? Thì bây giờ chú Mừ ổng đang làm nha các bạn.
mình dùng tay một chút để mình trao đổi và chia sẻ với các bạn. Thì một số các bạn comment đó có nói là mình mua cái máy gia viên đi cho mấy chú là đỡ mình khổ, cho nên đó là mình có nói với chú Mừng, thì chú Mừng có thể là trao đổi cho quý khán giả biết đó là tại sao mà mình không có mua máy, hay là mình đang đi mua mà nó không có hay sao chú Mừng? Giờ máy thì có máy mà cái máy mình biết nó không có đạt không, mua được có gì mua được chạy dở đó, nhà mình đâu mua loại máy đi, nhờ cho anh em khác á. Khi mà còn cũng lâu rồi, cũng nhiều người đó có máy nào mà nó đạt cái lý của mình thôi nó mua được, còn mà nó có định lý mình là không mua được. Mua nhiều cái đồng tiền chúng ta mà còn khổ lắm, đồng tiền chi ở đâu cũng vậy, đồng tiền chúng ta rất lớn, đồng tiền mình nhỏ cái đồng tiền cũng quá á, hồng vô á thì nó lớn á, chúng ta mình làm người nó đạt cái được, còn làm nó không đạt cũng được, chúng ta tới giờ không máy được. Mua máy nha, mình chưa có mua mà bây giờ là hiện giờ là mình còn đang dọn máy đi mua hay không? Mình còn đang đi dọn, không giờ người ta đi dọn luôn. Dọn á? Dọn á, đúng không á? Dạ, dọn có không? Có mua được, còn đâu được miếng của mình đi. Mình mua nó về tốt tiền mà không đạt nó đâu có được. Dạ, không có đạt được, ra bây giờ chưa mua máy được. Chưa mua ha, chưa mua, mua chứ không phải là mình không có mua ha. Dạ, chưa mua được. Đáng đi, hết chưa có á, bây giờ máy chưa có á. Máy chưa có nữa, chỉ chưa gặt á. Như là cái máy cũng có nhưng mà mình không có giữ ý mình hay sao? Máy cũng có mình không giữ ý mình. Nó làm là thấp hơn năng suất mà làm tay luôn. Dạ, còn nó thấp hơn, còn làm nó không được ý mà coi như là chú Quy là không đạt á, nó không được ý mình á. Dạ, nó làm được như bằng của mình thôi, của mình mới như ý mình mới được. Chứ nó làm gì thì nó không đạt thì nó có chuyện ngủ, nó không được của mình. Khổ lắm chứ đâu đấy, bệnh viện mười năm mà đi chạy nước có được đâu. Chồng gì thì như cái năm rồi đấy, người ta cho được là ba con nữ, muốn được ba con nữ, muốn người ta cho được thì chồng được hay là 450, chú mẹ thì không đủ rồi, chú mẹ thì mình phải mướn đất cho mình trồng, mướn đất cho mình trồng mới đủ để là mình nhưng là bây giờ đó là cái đất của mình đó là mình có hỏi chỗ nào hay là có chỗ nào hay là chỗ đó mình có thể mình mướn được không chút có hỏi hai chỗ rồi, người ta nói còn một vụ nữa người ta mới tính ra mình cũng chưa được chắc ăn không, mình có ăn không dạ, mình theo dự tính thì phải muốn là bao nhiêu công đó mình có đủ để mà đến chừng 6-7 công đủ rồi, công cắt á, 6-7 công công cắt là tính ra là khoảng 7-8 công tiền để được công đủ là nó cũng gần 1 hecta rồi, gần 1 hecta rồi thì trong cái ép người ta cho chồng bây giờ đó, cái dự án tới đó thì mình muốn chúng ta đang muốn đó là 3 công giữ công cắt mà bây giờ đang vô khu hoạch rồi, biết ấy là chừng nào thì đang vô khu hoạch nước á, không biết ấy là chừng nào ra khu du lịch nó lấy nào rồi sao nó lấy giờ mùa tới mình cũng trồng chắc cái nữa đó, mà cái gì nào lấy lại mùa tới mình cũng trồng nhưng mà người ta lấy lại giờ nào là mình sẽ lấy giờ lấy ra trả như vậy à, mình cho con neo rồi như vậy ở đây á mình muốn đất như vậy là 1 công mình cắt là 1.200 m2 như vậy là bao nhiêu 1 công hả chú à? 4.3 nó 4.3 một công hả? 5 rồi 1 năm rồi. Vậy là 1 hecta là mình tính ra là nó khoảng 7-8 công là khoảng 1 năm là khoảng 43 triệu 43 triệu tiền đất 1 hecta không tới người ta thì nếu mà tính tiền điện á thì phải 4 4.5 triệu đi vậy cứ làm đi 4.5 triệu mình cũng làm người ta còn bớt chuyện rồi 4.5 triệu mà nó bỏ ra 7.5 triệu 4.8 nó bao ngoài triệu rồi nó tăng năm á cũng như là mình tính cũng như là 40 triệu chẳng đây ha, cái thứ ta thì bao ngoài 40 triệu rồi, bao ngoài triệu rồi năm á, năm đó em cũng năm đó ha, muốn là 1 năm á chứ không có cái vụ à, muốn là mới là muốn đúng 1 năm của mình làm 1 năm là mình tính là nó khoảng như là 1 chục công mình đi là 1 hecta đi là 1 công có 4 triệu đi là 1 chục
công đó là một năm là nó khoảng 40 triệu. Con muốn dài đó là tao muốn bớt, tao bớt á, tao muốn từ phía nam tao bớt tiền, tao không vô, chở được mỗi nào đâu ở đây. Còn nếu như mà mình bớt dài hạn như 5 năm, 3 năm rồi, tao chắc tao bớt nghèo phải không? Dạ, tao coi, tao bớt tiền nhiều. Dạ, thì có mỗi bước đó thì cũng chưa có được á. Đang bây giờ cũng là đang ở bước, nhưng mà đang ở bước, đang đi chết á. Quận lắm ra, ừ, hai ba chỗ, hai ba người đi kiếm đó đó. Cái đồng có cái đó cho đâu nó đâu có như nhiều. Tính là người ta cho là không có đủ. Đủ gì đủ. Đấy, muốn nhà đủ thôi chứ cho là không nhà đủ đấy. Ra năm ra năm ra ngồi ra anh em gác vợ đồng dân mình muốn được bao nhiêu đồng dân anh em gác lại đồng dân không được bao tốt giờ khá trời. Chỉ là cái bên thuốc nghệ này của mình đó là chỉ cần là trước khách là trồng người nghệ không chứ mật ong rồi còn đánh lại mật ong còn ông bây giờ cái hiện giờ đó là cái số tiền của mình là đủ chi trả mà ông không chú mình chỉ để mình đi ra thì đủ chi trả ông đó họ sẽ làm cái chi phí rồi làm đó thì nửa tháng nữa là mới có mới hết trường mới có tiền mới có được ông mà ông đủ mình còn đi thêm nữa còn ông đủ mua ra rồi nó còn đó rồi không cho ăn á rồi đi thêm nữa thì cũng còn còn dài chiếm nữa mới hết dài chiếm là khoảng bao lâu nữa mới hết mà ông chú rồi hôm là thấy số tiền của là chị Loan ký gỡ là chú chị 900 ngàn đúng không là chú mình tặng tiệm là gói ghém là làm là tới bây giờ là nó vẫn còn có thể là làm thêm là đủ thêm nửa tháng nữa nha quý vị. Chú mừng là cũng cảm ơn chị Kim Loan nhiều lắm. Cũng vô ngồi đó đi chú, cũng vô ngồi nha chú con, ông ngồi đó đi nha. Đây là có nước này để vô coi chưa. Rồi anh lúc này là hoàn cảnh rất khó khăn nè, nên rất cần giúp đỡ để mà có đứa cháu là học là mấy năm anh nữa đó, 4 năm liền kinh giỏi luôn, kinh giỏi mà anh thử có anh thử thì gan đó, bây giờ tao đưa cho học giỏi đó, năm nay học lớp mấy rồi đó, 8 rồi, học lớp 8 rồi đó, học lớp 8 rồi ha, là học rất giỏi ha, học kinh giỏi, cha mẹ không có tài trợ nữa, vậy ha, hoàn cảnh là ảnh chỉ là phải nuôi đứa giỏi đó. Cha mẹ sao mà không tài trợ mốt ông nói rõ. Dạ, thôi rồi, nói về đồng khác rồi. Thôi vợ rồi không có ai tiếp hết rồi sao không ai tiếp vợ nói cho lỗi cũng mưa luôn
rồi là tất nhiên là hai vợ chồng già nuôi hai đứa cháu. Nuôi nó cũng có gửi gì chút đỉnh, tôi trong này cũng bằng chút đỉnh nuôi cháu. Nuôi cháu nha. Hai đứa luôn. Dạ. Hai đứa luôn. Hai đứa luôn. Ok. Như vậy là mình bằng từ thiện này là tiền đâu mà mình nuôi cháu mình? Thì bữa nào còn từ thiện thì mình đi mấy tay mướn gì mà mướn á. Mướn nào cũng là mướn người ta. Ờ. Bữa nào nghĩa là lúc mà người ta không kêu làm mướn gì đó là thời gian rảnh đó là đi cứu tôi biết bằng từ thiện người ta này. Dạ. Đó, còn bữa nào mà có người ta kêu làm mướn thì đi làm mướn lấy tiền nhớ rồi mà người ta lấy gì sống. Dạ. Bởi vì ngày nào mình đi làm từ thiện là mình làm, còn ngày nào mà mình không làm từ thiện là mình đi làm mướn. Mướn thì bà muốn làm đi làm thì ta đi làm mướn đó muốn làm được á thì đi làm mướn, còn bữa nào không muốn được thì hay thôi làm từ thiện ha, có đi làm tiếp không làm đi chài cá cá gì ăn. Dạ. Vậy là cháu học giỏi rồi, một chút nữa ông Út dẫn mình đến nhà ông Út thử ha. Rồi rồi theo chú Mừ mình nói là hoàn cảnh là của ông Út này làm từ thiện là rất khó khăn, nhưng mà có đứa cháu là học cũng giỏi nha các bạn, học giỏi thưa quý vị, cho nên đó là nếu như mà các bạn nào có thể mà hỗ trợ được cho cháu ông Út học tiếp tục đó thì quý vị hãy chung tay góp sức giúp đỡ cho gia đình của ông Út. Để một clip sau mình sẽ đi vô nhà của ông Út, mình sẽ hỏi thăm về gia cảnh và hoàn cảnh của ông Út theo lời của chú Mừng mình. Thì chú Mừng làm Thuốc Nam mà trong hội từ thiện Thuốc Nam thì không có ai giải dối một vấn đề gì hết á nghe quý vị. Bây giờ mình xin được kết thúc video rồi mình sẽ đi vô nhà ông Út sẽ tìm hiểu về hoàn cảnh của ông Út, đặng các mạnh thường quân nào có điều kiện hãy cứu lấy và giúp cho ông Út. Khi hai đứa cháu ở nhà không ai nuôi, chỉ còn có ông bà nội nuôi thôi. Rồi xin cảm ơn quý vị và các bạn, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong clip sau nha, xin cảm ơn.